Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người lao động cũng như sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và xã hội. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015, được phát động từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 3. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Ngày 10 tháng 3, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động Phòng chống cháy nổ tỉnh đã họp triển khai kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Với chủ đề Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội. Các hoạt động được tổ chức trong Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động phòng chống cháy nổ năm nay tập trung hướng vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội đối với việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động sản xuất. Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động phòng chống cháy nổ, nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Là cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động phòng chống cháy nổ tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Cảnh báo về thực trạng, nguy cơ xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng và khuyến cáo các biện pháp, giải pháp phòng cháy chữa cháy trong một số lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ cao như điện, xăng dầu, khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, lực lượng đã tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy và phương án thoát nạn, cứu tài sản cho các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng. Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh mở hội nghị cho tới các cấp các ngành, nhất là những ngành trọng điểm như điện lực, xăng dầu, rồi khối công nghiệp v.v. làm tốt các công tác vừa tuyên truyền xây dựng các điển hình tiên tiến, rồi xây dựng các mô hình tiên tiến, rồi huấn luyện bồi dưỡng, rồi thực tập các phương án. Nói chung trong chỉ đạo thì chúng tôi cũng sâu sát giao cho các đơn vị các cái chương trình kế hoạch và có kiểm điểm đánh giá những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại. Từ đó tập trung Đảng ủy Ban Giám đốc có giải pháp điều chỉnh tiếp. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, ngành chức năng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và coi đó là hoạt động song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Trong tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức meeting tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Không chỉ thực hiện các hoạt động bề nổi, nhiều doanh nghiệp đã thành lập ban an toàn lao động ngay từ khi mới thành lập, đi vào hoạt động và gắn trách nhiệm của cá nhân phụ trách với kết quả thực hiện của bộ phận, phân xưởng được giao. Đơn cử như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 có trụ sở tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất linh kiện ô tô, xe máy, công ty có nhiều xưởng sản xuất và hơn 3.400 lao động. Nhiều vị trí công việc trong công ty có điều kiện làm việc khá độc hại, có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, dễ dẫn đến bệnh nghề nghiệp và cháy nổ. Tuy nhiên, Ban Giám đốc công ty đã yêu cầu cán bộ, các bộ phận thực hiện công tác tự kiểm tra hàng tuần. Đồng thời, Ban Giám đốc cũng thường xuyên kiểm tra trực tiếp an toàn tại xưởng, kịp thời phát hiện những mối nguy hiểm và đưa ra biện pháp khắc phục, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Công ty chúng tôi luôn ủng hộ tất cả các hoạt động thường kỳ của Chính phủ Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc.
Chúng tôi thường xuyên đưa ra giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đồng thời chủ động nhắc nhở toàn thể nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp thực hiện những giải pháp an toàn cho bản thân cũng như cho mọi người, tuân thủ những hạng mục đã đề ra nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Với mục tiêu giảm 50% tỷ lệ tai nạn lao động so với năm 2014 và không để xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng trong năm nay, Ban An toàn và Người lao động trong Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 cùng tham gia ký bản cam kết thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015. Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, khuyến khích người lao động tham gia phát hiện, loại trừ những nguy hiểm tiềm tàng và xem đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn đối với nhân viên ở tất cả các vị trí làm việc. Thực tế cho thấy, khi xảy ra vụ việc mất an toàn lao động hay cháy nổ, luôn gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và chính người lao động. Do đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cần được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện liên tục, không chỉ mang tính thời điểm, hình thức trong thời gian diễn ra tuần lễ quốc gia. Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, trực thuộc công ty xăng dầu khu vực 1, hiện có tổng số 32 cửa hàng xăng dầu và 2 cửa hàng ga trên địa bàn tỉnh. Mặc dù kinh doanh mặt hàng có nguy cơ cao về cháy nổ, nhưng doanh nghiệp chưa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào về cháy nổ cũng như tai nạn lao động. Đây là kết quả từ sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp cho công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, hàng hóa và các phương tiện trong sản xuất kinh doanh. Không chỉ trích kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho việc mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chi nhánh còn thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị cơ sở. Đặc biệt, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm nay, doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cách sử dụng máy móc, thiết bị an toàn. Đồng thời phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị trực thuộc và sẽ sơ kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm ngay sau tuần lễ này. Với các cán bộ công nhân của chúng tôi thì đều được qua các cái trường lớp đào tạo về các cái yếu tố về vật lý, hóa học, các cái đặc tính của xăng dầu là các cái chất dễ cháy nổ. Vì vậy cái công tác đào tạo thường xuyên, liên tục và hàng năm được nâng cao rất nhiều. Và cái quan trọng hơn thì thông qua các cái tổ chức chính trị như là đảng, công đoàn, chúng tôi đưa các cái phong trào này không phải nó chỉ là mang tính là thời điểm mà nó là một cái việc liên tục để giúp cho người lao động ý thức rằng cái hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cho doanh nghiệp và cho xã hội. Với sự quan tâm sát sao của người đứng đầu doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, người lao động tại các cửa hàng trực thuộc chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Mỗi người lao động trong doanh nghiệp đều coi việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm của chính mình và chủ động thực hiện. Đơn vị chúng tôi cũng đã triển khai tới toàn thể các cán bộ công nhân viên về các nội dung về trong tuần lễ hưởng ứng về an toàn vệ sinh lao động và đã nhắc nhở người lao động trong cửa hàng thực hiện tốt cái quy định về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh lao động trong khi làm việc. Đồng thời bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn nhắc nhở khách hàng đến mua hàng thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như là không mang các nguồn nhiệt vào cửa hàng, tắt máy trước khi mua hàng và sau đó thì là sẽ nhắc nhở khách hàng khi không sử dụng điện thoại trong cửa hàng theo những quy định của đơn vị. Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành chức năng, các doanh nghiệp và đặc biệt là sự hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực của người lao động, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều biện pháp hữu hiệu đã được các doanh nghiệp tích cực triển khai, thực hiện, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn lao động. Vĩnh Phúc đã và đang từng bước hoàn thiện những yếu tố để trở thành một tỉnh công nghiệp. Việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, hạn chế bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ tốt chính là điều kiện cơ bản, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và của tỉnh.